Về với quê hương cách mạng Tân Trào trong những ngày tháng năm lịch sử, cũng là kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù bác đã đi xa, nhưng vẫn còn đây trong ký ức nhiều người, những câu chuyện về bác. Chúng tôi may mắn được bạn Duy Thị Hải Vân, hướng dẫn viên khu di tích lịch sử Tân Trào đồng hành trong chuyến về nguồn của mình. Điểm đầu tiên chúng tôi ghé thăm chính là lán Nà Nưa, nơi bác Hồ từng sống và làm việc từ cuối tháng 5 cho đến ngày 22 tháng 8 năm 1945 để lãnh đạo và chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Căn nhà đơn sơ nhưng chứa đựng rất nhiều những câu chuyện cảm động về bác. Căn lán này ạ, tuy rất là nhỏ thôi nhưng mà cũng được chia làm hai gian. Thì có gian nhỏ ở phía trong này ạ, thì đó chính là nơi bác nghỉ ngơi. Còn gian ở phía ngoài là nơi bác làm việc và tiếp khách. Thì ở phía trước cửa lán đây thì có hai ống bơm. Bác dùng để lấy nước từ con suối Khuôn Pén ở phía dưới kia, đi theo con đường mòn lên trên lán để làm nước sinh hoạt. Và hình ảnh của bác mỗi buổi chiều khi đi lấy nước ạ, đó là một tay chống gậy, một tay xách ống bơm, còn khăn mặt trắng thì bác vắt ở trên vai. Còn toàn bộ phiến đá ở trước cửa lán thì đây chính là phiến đá tự nhiên. Và cứ vào mỗi buổi chiều thì bác lại mang chiếc máy chữ của mình ra đây để làm việc. Và trong quãng thời gian mà bác Hồ ở và làm việc tại căn lán Nà Nưa đấy ạ, thì khi đó thì để đảm bảo an toàn và bí mật thì các đồng chí cán bộ sở tại chỉ gọi bác với một tên gọi trìu mến, đó là ông Ké Tân Trào. Nhưng bữa cơm hàng ngày ạ thì chỉ có mang rừng ở đây, mang về luộc lên để chấm với muối. Còn cơm thì đun lá chè xanh lên, lấy nước để làm canh chan với cơm. Và trước hoàn cảnh và điều kiện làm việc khó khăn và gian khổ như vậy thì bác đã bị ốm. Và cũng rất là may là nhờ được sự mách bảo của bà con nhân dân đến đây nên đã có một cụ lang già lên để thăm bệnh. Nhưng mà sau khi bắt mạch cho bác xong thì cụ lang đó còn nói rằng sức khỏe của ông Ké bây giờ thì yếu lắm rồi, không biết bây giờ tôi đi vào rừng kiếm thuốc có còn kịp nữa hay không. Và tuy nói là như vậy nhưng ông cụ lang đó vẫn vào rừng lấy về một thứ củ gì đó, đem về đốt cháy hòa và trà loãng mời bác uống. Và rất may là sau một vài lần như vậy thì bác đã đỡ dần, bác có gượng dậy để tiếp tục làm việc ạ. Rời lán Nà Nưa với những câu chuyện cảm động về bác, chúng tôi lại tìm đến một địa điểm di tích nổi tiếng khác là cây đa Tân Trào. Nơi đây chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc đọc bản quân lệnh số 1 và làm lễ xuất quân tiến về Hà Nội. Hiện nay, bên cạnh gốc đa ông, đa bà, người ta còn trồng thêm 6 cây đa con, tượng trưng cho 6 tỉnh Cao Bắc Lạng, Thái, Tuyên Hà, cũng như 6 huyện của tỉnh Tuyên Quang. Một trong những địa điểm quan trọng nữa của khu di tích mà mỗi du khách không thể không ghé thăm, đó chính là đình Tân Trào. Đình Tân Trào trước đây còn có một tên gọi nữa, đó là đình Kim Long. Đình dựng lên nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, hội họp và sinh hoạt văn hóa của dân làng. Đình thờ thành hoàng làng và các vị nhân thần đại diện cho thần sông thần núi. Ngoài những giá trị về tín ngưỡng và tâm linh, thì mái đình Tân Trào đây còn được Bác Hồ quyết định chọn làm nơi họp quốc dân đại hội vào 2 ngày, đó là ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945. Chủ trì đại hội là đồng chí Trường Chinh và Bác Hồ đã được bầu vào đoàn chủ tịch với tên gọi kính yêu, đó là Hồ Chí Minh. Và tên gọi Hồ Chí Minh đấy ạ, thì lần đầu tiên được xuất hiện công khai trong cả nước là cũng chính từ quốc dân đại hội được diễn ra tại mái đình Tân Trào đây ạ. Và với không khí sôi nổi và khẩn trương của quốc dân đại hội thì đại hội đã nhất trí lập ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng, tức là chính phủ lâm thời do Bác Hồ làm chủ tịch, phó chủ tịch là đồng chí Trần Huy Liệu. Và mái đình Tân Trào cũng được coi như là tiền thân của hội trường Ba Đình đấy ạ. Đã 78 năm trôi qua kể từ khi cách mạng tháng 8 thành công, nhưng mỗi lần ghé thăm Tân Trào, những người con đất Việt lại như được ngược dòng về với quá khứ, cội nguồn, để thấm thía hơn những nỗ lực, cống hiến và công lao của các thế hệ cha ông, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc.